À, coi chào mọi người nhá. À, coi với cả bạn Cương với bạn Thắng. Bây giờ sáng sớm mới có 6 giờ thôi mọi người ạ. Hai anh em mấy anh em mà đi ăn sáng, tranh thủ bạn Thắng còn về còn làm phở cho khách. Còn bạn Cương thì cũng có công việc. Anh em mình ăn sáng sớm. Đây một cái quán lòng ngay cạnh OK Con Dê mọi người. Rất nổi tiếng và rất ngon. Này nhớ đông hôm nay cuối tuần là đông đông. Nhưng mà quán này đông kinh khủng luôn. À vâng, chào anh. Anh yên lòng rồi anh. Vâng vâng. Cái tay thế này. Dạ vâng. OK Con Dê đây nhỉ. Dạ vâng. Anh yên ngồi đi ạ. Vâng. Người đã thấy lòng nhà chị đấy. Nhiều không? Bốc luôn à? Nhiều lòng chưa? OK Con Dê đây. Cương gọi xuất lòng à? Ba người. Lòng nhà chị ấy, lòng ở quán đây mọi người nhìn thấy số lượng nhiều, chị vừa bán buổi sáng rất là nhiều luôn. À. Suất bún lòng đây nhà chị bán cho 25.000 đấy mọi người. Một suất lòng 3 người thì khoảng bao nhiêu tiền hả chị? 150.000 em ạ. 150.000. 150. Vâng. Lòng mà gặp quán lòng mà nó nhiều lòng như này cộng với tươi như này là thích lắm. Cháo đặc biệt đó là mấy phần bát đây, cháo đặc biệt 30.000, mua thêm 90.000. Quán này nhà mình mở được bao lâu rồi chị nhỉ? Năm rồi. Nhưng mà gần đây thì đông kinh khủng khiếp luôn mọi người. Nên là cũng phải ra sớm. Em gọi những gì nhỉ? Chị làm đầy đủ cho em nhé. Vâng, cái làm đầy đủ này. Vâng, cho em một ít chàng. OK. Một ít. Để cho em một ít. Cho lên bát, cho lên bát nhé. Vâng ạ, cho ăn. Rồi nhà chị này thì mọi người ạ, có thêm lá hương sông rất là thơm. Vâng. Hôm nào lại đổi chị lại sang bên em ăn phở dê. OK, phở dê với thịt canh dê. Ăn thịt canh dê luôn. Nhân viên của nhà hàng hay sang đây mà. Vâng, cũng hay sang đây ăn đúng không? Ở bên hay sang đây lắm. Vâng. Quán của chị ấy, ngay cạnh ngay quán OK Con Dê mọi người, ở ngay chỗ đầu ngày xưa gọi là ngõ 15 ấy, nhưng bây giờ đổi thành đường gì? Bùi Quốc Khái. Gì ạ? Bùi Quốc Khái. Bùi Quốc Khái mọi người, ngay đầu đường thôi, giáp với đường Bằng Liệt. Đầy quá, đầy đặn quá.
mới có được ưu tiên không ấy đó. Ưu tiên thế nào chứ? Đây 150.000 hay là bao nhiêu đây chỗ này đây. Ở dưới nó còn có nến đấy mọi người. Đèn lồng nóng, đèn lồng. Thôi được rồi, chụp rồi. Anh em ăn thử đi. Dạ, thật ngon quá. Đủ hết đấy, tất cả đủ hết đấy, không thiếu cái gì hết đâu. Rồi, mời cả nhà nhá. Đừng đi, đừng đi. Tưởng cái vẻ uống, làm miếng lòng non chưa cả. Đây lòng non đấy cũng chất lượng mọi người ạ. Kỳ chất lượng luôn. Dày. Dày luôn. Ngon giòn lắm, mặn béo. Ngon lắm, ngon ngon cực. Đây là chàng đúng không? Ừ. Đây là đây, lòng non đây. Ngon lắm, giòn. Dày này mọi người. Dày sạch chẽ, làm sạch lắm. Giòn. Giòn thật. Làm chén nhỉ? Cũng phải có tí chén cho nó đưa mồi tí nhỉ? Tôi không uống đâu nhá, uống nước bối thôi. Không uống đi. Bối hai cái uống đi. Cháo cho mình thì bao tiền chị? Cháo 20, bún lòng là 25. Vâng. Nói chung là hợp lý nhỉ, rẻ. Ăn sáng mà 20-25 là rẻ rồi. Cường mang rượu ra thách đấu à? Ăn lòng lúc là nữa vô chấn rượu nó làm sao ấy. Cứ vậy làm chắc là Hà để đây là hình thức thôi, là để tăng thêm tinh thần thôi, chứ còn uống là không uống được rồi, đáng là không thể uống được. Sao không xây cả này ngon quá. Đây là miếng chàng này mọi người, dạ dày ngon này. Cầm kiệt ra kiểu đầy đủ hết. Đây là 2 bún cháo nha. Ngon ngon. Thì nó đông nghìn mà. Đây đông. Thì nó là không có chỗ ngồi được. Anh em uống rượu đi. Đây có cái thịt giải này. Đầy đủ hết. Đây rồi, tất cả. Cái này là có rồi không nhỉ? Có rồi chứ. Có rồi, rồi ở dưới, rồi dưới. Đây, 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 bên chị bỏ rồi dưới. Giải. Đúng không? Ăn được đấy. Chậm ha. Không tào quá. Nâng lên đặt xuống thôi. Chưa đủ tự tin để uống. Thêm mắm chấm lòng cho thêm cả cái hành sống này ăn rất là hợp mà. Ngon. Ngon lắm. Bùi thơm. Lòng thì nói gì nói chứ tháng phải mấy buổi nhỉ? Ăn lòng nhỉ? Nhà mình lâu rồi nhỉ? Không ăn được trong bán đảo ấy. Cũng lâu lâu rồi anh Nhật, hơn chục ngày rồi. Hơn chục ngày. Tháng 3 lần được rồi. Tháng 3 lần. Anh em mình là tháng 3 lần đấy. Mọi người ở gần khu này lưu ý quán lòng này nhé, cho thêm vào địa chỉ tin cậy để đến ăn. Ngon, chất lượng này. Chất lượng. Thử miếng rồi nè. Rồi, gặp bát trúng luôn. Để mọi người nhé. Miếng rồi này có lá xương sông mọi người, thơm. Rồi, đi làm thơm. Quá dày rồi. Dày ngon lắm. Chứ không làm tất cả mọi người đều là hàng tuyển đấy, hàng chọn rồi. Quán này là hàng chọn này, đã dày rồi. Nhìn nó dày thế cơ mà, cột luôn. Cái này ngon thế đấy. Đây này, thử cái này, béo này, nhìn xinh nhỉ. Đây là đầu lòng ấy. Đấy, ăn rất sướng. Ngon. Ai đã thật vậy đấy, cũng phải làm lòng già. Lòng già đấy ăn cực thơm luôn, già đấy làm cẩn thận công ty
cho thêm cái lá chung sông. Đang chấm nước dừa thôi, mặn đấy. Có tiết mà. À, có tiết. Mời mọi người nhá. Có cái lá chung sông thơm. Thơm. Nhiều hả? Ưu tiên hay sao? Ưu tiên hạ còi đấy. Nhiều thật đấy. Bắt đầy. Mấy em mình ăn xong rồi lại bảo chị cho xin ít bún. Để ăn hết chỗ lòng. Xin ít bún xong rồi xin ít nước. Đây là bảo khỏi với bạn bún đúng không? Ngon. Là ngon nhỉ? Khoảng đốt lửa này nó nóng. Quán ngon hay không thì đánh giá cái lòng non nha. Tân nhậu là vẫn thích ăn lòng non. Giòn. Có chàng cơ này. Có chàng đấy. Đây này, đây là cái chàng này. Mời mọi người nhé. Giòn rồi đúng không? Tuyệt vời luôn. Đây, chàng đây. Đây, đây đầu đầu. Đây, đây ta. Cho khách người nhìn rồi nhá. Chết rồi, mọi người. Phải làm miếng gan cho nó lì. Làm ăn lòng ấy, thực ra là nó vẫn rẻ so với những ăn thì thứ khác mà anh em mà gọi là buổi sáng mà đi ăn kể cả nhậu sâu cũng được mà ăn nhẹ nhàng. À đây là nhậu rồi, đây là nhậu rồi, có 150.000 thôi. Nhậu sâu mà được, mà đi ăn nhẹ nhàng. Ba anh em hết ba chai là đẹp, đấy là khai cả hai đi ngủ. Lòng rất là nhiều luôn đấy. Thái liên tay nhỉ? Gần như không thể thì hỉ bao giờ luôn. Thái liên tục luôn. Liên tay luôn. Cái dạ dày đấy. Cắt nè. Ăn cái này nó hay nhỉ, cứ có miếng nọ miếng kia ăn nó được không ngán nhỉ. Thay đổi được. Mỗi lần gắp là mỗi lần một loại khác nhau. Thưởng thức một loại khác nhau. Cái này hay cái là có nước nữa. Nên là mình gọi thêm ít bún nữa là ấm bụng. Mà nước lúc nào cũng ấm ấm ấy, nên là ăn cái bún luôn được. Bún lòng anh muốn lòng rồi đảm bảo rồi mọi người nhé. À là bát bún, cái là bát bún chắc giả mà nhé. À, bún này chấm với nước mắm hợp nhé. Hoặc là ăn kèm với lòng, nước mắm xanh ớt không ăn kèm với lòng. Bún này chấm nước mắm mắm hợp luôn mà. Bát chấm hơn, bát ớt hơn, bát à thế luôn. Ớt chấm. Khán giả hỏi là mình đã bị đau dạ dày chưa? Anh ơi, đấy, đây. À vâng, anh sang giao lưu ạ. Là nhiều quá những cương nhỉ? Nhiều quá. Nhiều quá. No, ăn no rồi. Anh em ăn đến gọi là ăn cả bún rồi ăn các thứ rồi mà không sao ăn hết được. No. Chú lòng này, quá ngon nhưng mà nhiều. Ngon nhiều. Hà với cả bạn Thắng Mạnh Cường về quán để chuẩn bị công việc mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Hà nhá. Hãy đăng ký kênh của Hà để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.